trang sử vẻ vang của dân tộc mãi ghi dấu những tấm gương sáng ngời của các thế hệ phụ nữ Việt Nam. Kể từ ngày 20 tháng 10 năm 1930, Hội Phụ Nữ Phản Đế Việt Nam, nay là Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam, được thành lập. Phụ nữ thời đại Hồ Chí Minh đã tiếp nối truyền thống của con cháu bà Trưng, bà Triệu, viết nên những trang sử hào hùng. Đó là chiến công của đội quân tóc dài huyền thoại ở miền Nam, hay phong trào thi đua năm tốt, phụ nữ ba đảm đang trong thời kỳ chiến tranh. Ngày nay, phụ nữ đang tham gia tích cực vào phong trào thi đua yêu nước, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, khẳng định vai trò quan trọng của mình trên mọi mặt của đời sống xã hội. 20 tháng 10, hãy gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến những người phụ nữ Việt Nam.